Hello, hôm nay mình sẽ bắn thử con AK105 AEG. Đây là con AK-SLR. Mình có hai loại SLR, một là AK với lại một là AR15. Thì con này điện cái phần điện nằm ở trên trên cái nắp, cái phần thân của nó. Nhưng mình sẽ bắn thử. Mình mua thêm một cái mác AK nữa, 800 viên rất là đẹp, bằng sắt. Còn cái này zin của nó bằng nhựa. Thì bây giờ mình sẽ bắn cho nó nghe cái tiếng của nó thử. Lực thì của mấy con AEG thì nó bằng nhau. Mấy cái clip trước như mấy cái con như AR này mình cũng bắn thử rồi. Thì con này sẽ nghe nó tiếng to hơn thôi. Okay, giờ mình sẽ bắn thử test thử cái tiếng. Yeah, sơ mi. Tiếng rất là lớn. Full auto. Sắt đó. Thì mình bắn thử con này thôi. Bye bye.